Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hành thông. Bước sang tháng 2 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2021 của tuổi Tý. Tử vi tháng 2 năm 2021 âm lịch của tuổi Tý chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tý. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tháng 2 năm 2021 tuổi Tý âm lịch về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi sự nghiệp của tuổi Tý trong tháng 2 năm 2021 khá hanh thông, thuận lợi. Đây là thời điểm phù hợp để hợp tác làm ăn, kinh doanh. Bản năng của bạn đang dẫn lối bạn đến những nơi lạ lẫm, về mặt cảm xúc lẫn lý trí. Có thể lần này, bạn sẽ đưa ra quyết định dựa theo cảm tính của bản thân trước một vấn đề đang khiến bạn lo lắng. Tuy nhiên, để tránh những rắc rối có thể xảy ra trong tương lai thì phải có những hợp đồng quy định từ trước để hạn chế tối thiểu những tranh chấp về sau. Bản mệnh cũng nên ưu tiên hợp tác với người thật thà, chân thành hơn là người hay hứa suông, sai hẹn. Khả năng nhìn người rất quan trọng đối với bản mệnh trong công việc, do đó, hãy luôn tỉnh táo và cố gắng nhìn nhận bản chất vấn đề chứ đừng bị cuốn hút bởi những thứ màu mè, phù phiếm bên ngoài. Hình hại vô lễ nhắc nhở bản mệnh đừng tự cho mình hơn người, nhất là khi đối thoại với người lớn tuổi phải tỏ ra khiêm tốn. Những gì bạn biết vẫn chỉ như muối bỏ bể mà thôi, đừng tỏ ra hống hách gây khó chịu trong mắt người khác. 2. Tử vi tháng 2 năm 2021 tuổi Tý âm lịch về phương diện tài lộc. Xem tử vi 2021 tháng này con giáp tuổi Tý có khá nhiều khoản cần chi bao gồm tiền mừng sinh nhật, tụ tập bạn bè để ăn uống, hội hè đầu năm mới, đó là còn chưa kể tới tiền chi cho việc đi lại. Nếu bạn không có kế hoạch chi tiêu hợp lý thì có thể phải dùng tới cả tiền tiết kiệm của mình trong tháng luôn đấy nhé. May mắn cho những ai đang kinh doanh đã có dấu hiệu khởi sắc. Thế nhưng trong việc đầu tư thì bản mệnh nên cẩn trọng kẻo dễ bị lừa gạt đấy nhé. Đừng bị tâm lý đám đông dẫn dụ, nên tránh xa các hội nhóm có mùi bán hàng đa cấp hoặc dùng tiền của người mới trả lãi cho người sau. Đang ẩn dưới nhiều hình thức tinh vi khác nhau. Tam bích bay về phương đông nam cho thấy vận khí trắc trở, lúc tốt, lúc xấu lẫn lộn không rõ ràng. Do đó, có thể có lúc bạn tưởng gặp may nhưng lại là họa, có lúc tưởng là họa nhưng lại là cơ may. Nếu có thể, hãy hỏi han thêm nhiều người có kinh nghiệm hoặc bạn chủ động tìm hiểu nhiều thông tin nhất có thể. Ví dụ muốn đầu tư một bất động sản thì cố gắng tìm hiểu khoảng 3, 5 bất động sản tương tự gần đó để có quyết định đúng đắn nhất có thể, đừng vội vàng tin môi giới bạn nhé. Xem thêm, tài lộc của 12 con giáp năm 2021, ai được thần tài chiếu cố tiền không đếm xuể. 3. Tử vi tháng 2 năm 2021 tuổi Tý âm lịch về phương diện tình duyên. Xem tử vi tháng 2 năm 2021 của 12 con giáp âm lịch, trong tháng Tân Mão của năm Tân Sửu 2021, vận trình tình cảm của người tuổi Tý khá rực rỡ. Sao Thiên Diêu chủ về đào hoa, phong lưu cũng là điều tốt để người độc thân mở lòng đón nhận tình cảm của đối phương. Do đó, đừng quên tìm cho mình những người cùng chí hướng để cùng bắt đầu hành trình. Tuổi Tý đang độc thân có thể trở nên chủ động và mạo hiểm hơn trong các quyết định tình cảm. Đừng ngại mình có lựa chọn sai, vì đó nếu sai đó là kinh nghiệm quý giá cho bạn mà thôi. Thế nhưng, những cặp đôi tuổi Tý lúc này vẫn có thể xảy ra sự nghi ngờ vì một trong hai người đang quá thu hút một người khác giới nào đó. Nếu bạn đang có người theo đuổi thì hãy rõ với đối phương rằng mình đã có gia đình, cắt đứt cái đuôi, hiện tại để tránh xảy ra rắc rối bạn nhé. Bên cạnh đó, nhiều cặp đôi có tình yêu đang tiến triển theo hướng tích cực, lứa đôi tình cảm ngọt ngào, thậm chí có cặp đôi có tin vui bầu bí trong tháng này. 4. Tử vi tháng 2 năm 2021 tuổi Tý âm lịch về phương diện sức khỏe. Xem tử vi tuổi Tý 2021, tình hình sức khỏe của người tuổi Tý trong tháng 2 năm 2021 này khá tốt, không phải quá lo nghĩ gì nhiều nên nhìn chung không bị ảnh hưởng bởi tâm bệnh. Thời tiết lúc này vẫn se lạnh, do đó, những người tuổi Tý đang có bệnh về tâm huyết quản, xương khớp, tiêu hóa, dạ dày nên hạn chế ở lâu trong một môi trường lạnh, ẩm ướt. Có dấu hiệu cho thấy tháng này bản mệnh ăn uống tiệc tùng khá nhiều, bạn lưu ý tránh ăn quá nhiều đồ ngọt.
Thực phẩm chứa chất làm ngọt nhân tạo có liên quan đến bệnh tiểu đường, suy nhược thần kinh, các vấn đề về gan, bên cạnh đó, các chất làm ngọt còn gây ra sự mất cân bằng các lợi khuẩn có trong đường ruột nữa đấy. Ngoài ra, một số loại thịt dưới dạng thịt đóng hộp như thịt hun khói, xúc xích, lạp xưởng, chứa hàm lượng cao muối natri và chất bảo quản cũng nên hạn chế ăn bạn nhé. Trong các bữa ăn, hãy ưu tiên ăn thật nhiều rau xanh sẽ tốt hơn cho sức khỏe của bản mệnh. 5. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tý tháng 2 âm lịch. 1. Mậu Tý, Hỏa, Nam Thổ Tú, Nữ Vân Hán. Khẩu quyết tử vi tháng 2 năm 2021 tuổi Tý âm lịch khuyên bản mệnh hãy trân trọng cảm xúc hiện tại. Quý nhân, Mão, Ngọ, tiểu nhân, Tị, Thìn. Màu sắc may mắn, vàng, hồng. 2. Canh Tý, Thổ, Nam Thái Âm, Nữ Thái Bạch. Khẩu quyết, dù mọi thứ đang tốt đẹp cũng đừng quá hy vọng kẻo sẽ có lúc thất vọng. Quý nhân, Mão, Dậu, tiểu nhân, Tuất, Hợi. Màu sắc may mắn, đen, xanh da trời. 3. Nhâm Tý, Mộc, Nam Thái Dương, Nữ Thổ Tú. Khẩu quyết, nếu biết buông đúng lúc bạn sẽ có cuộc sống an yên. Quý nhân, Thìn, Hợi, tiểu nhân, Tị, Dần. Màu sắc may mắn, nâu, trắng. 4. Giáp Tý, Kim, Nam Thổ Tú, Nữ Vân Hán. Khẩu quyết, lòng hận thù chỉ đang giết bạn từng ngày mà thôi. Quý nhân, Sửu, Tỵ, tiểu nhân, Hợi, Thân. Màu sắc may mắn, xanh lam tím. 5. Bính Tý, Thủy, Nam Thái Âm, Nữ Thái Bạch. Khẩu quyết, có những điều nên giấu kín, chớ chia sẻ cùng ai. Quý nhân, Tỵ, Dậu, tiểu nhân, Mùi, Thân. Màu sắc may mắn, trắng, đỏ. Sau ngày vía thần tài, con đường tài lộc của người tuổi Tý bỗng trở nên hanh thông hơn hẳn. Những ngày đầu năm đã qua, nhiều khoản chi tiêu đã được cắt giảm, lại nhờ có nguồn thu bình ổn nên mọi việc hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, thậm chí ngày càng dôi dư. Người làm công ăn lương rủng rỉnh với mức thu nhập hàng tháng cùng với tiền thưởng nóng, tiền thưởng cuối tháng, bạn có thể mua sắm thêm một vài vật dụng cần thiết cho bản thân và gia đình. Tình hình kinh doanh, buôn bán chung chưa nhộn nhịp nhưng với bạn, mọi việc vẫn rất ổn định, lợi nhuận vẫn có, bản mệnh bỏ túi không ít tiền của tiền bạc lúc nào cũng đủ ăn đủ tiêu. Tuy nhiên, dù tài khí vượng thì con giáp phát tài sau ngày vía thần tài 2021 này cũng không nên tham gia các trò mang tính đỏ đen, hên xui, cờ bạc đầu năm để tránh hao tốn tiền của. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn vui vẻ và nhiều may mắn, thành công trong tháng mới. Xin chào và hẹn gặp lại.